Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cái chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cái chỉ điều trị cho bệnh nhân Lê Thụ mắc liệt dây thần kinh số 7. Dây thần kinh số 7 là dây vận động và có chức năng chi phối vận động cơ mặt. Bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên còn có tên gọi khác là liệt mạch ngoại biên, hoặc trong dân gian còn gọi nôm na là bệnh trúng gió. Đây là tình trạng tổn thương dây thần kinh mặt dẫn đến mất vận động hoàn toàn hoặc một phần các cơ của đường mặt. Cần phân biệt với tình trạng liệt mạch trung ương do những tổn thương ở não gây ra. Dưới đây là những dấu hiệu thường gặp của bệnh: mặt bị sệ hoặc hơi cứng một cách bất thường, miệng bị méo lệch hẳn sang một bên mắt không thể nhắm kín, uống nước rất khó khăn, thường bị trào ra ngoài, bỗng nhiên thấy mặt tê và một bên mặt yếu hẳn đi, khó cười, khó nói, đau nhức trong tai, đau nhức đầu, vị giác kém, nước mắt và nước miếng tiết ra nhiều hơn bình thường. Nguyên nhân: sau viêm thần kinh số 7 không hồi phục do chấn thương, vết thương vùng mang tai do dao chém, do vết thương gây dập nát và đứt dây thần kinh, do các loại hỏa khí gây dập nát hoặc mất đoạn, do phẫu thuật tuyến mang tai gây tổn thương một hoặc nhiều nhánh. Bệnh này nếu không được điều trị sớm sẽ trở nên mất cân đối ở mặt, sinh hoạt hàng ngày gặp khó khăn, khiến người bệnh thiếu tự tin trong các cuộc sống. Phương pháp cấy chỉ là một phương pháp an toàn, lành tính, điều trị hiệu quả các căn bệnh trên. Người bệnh sẽ cảm thấy những chuyển biến rõ rệt ngay lần đầu điều trị. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.